thưa quý vị một sự kiện quan trọng tại giải chạy TTC AgriS Power Racing 2024 do công ty cổ phần thành thành công biên hòa phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tây ninh tổ chức đó là TTC AgriS 10 triệu cây xanh kiến tạo tương lai xanh ngay sau khi giải chạy TTC AgriS Power Racing 2024 kết thúc ông nguyễn thành tâm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy tây ninh chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh tây ninh ông nguyễn hữu quế Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, bà Huỳnh Bích Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Tổng giám đốc tập đoàn TTC, ông Nguyễn Thanh Ngữ, Phó Tổng giám đốc thường trực tập đoàn TTC, bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch hội đồng quản trị TTC Agris cùng lãnh đạo tập đoàn TTC, sở ngành tỉnh Tây Ninh đã trồng cây xanh với thông điệp 10 triệu cây xanh kiến tạo tương lai xanh cùng TTC Agris. Với mỗi 5 km mà các vận động viên hoàn thành TTC Agri-S trồng một cây xanh ở các khu vực vùng nguyên liệu trên địa bàn trong chương trình phủ xanh xuyên biên giới với chủ đề Green Together, Green Foreign, góp phần xây dựng cuộc sống xanh, lành mạnh và bền vững hơn.